Tôi có kể qua cái câu chuyện sau khi làm cái chế giải phóng trong miền Nam thì ở lại Sài Gòn làm cái chế độ quân quản trong một thời gian đến tháng 10 năm 1975, thì cấp trên coi như là nghe trinh sát báo về với lại đặc công báo về là có một tốp địch, cái bọn này là bọn phản động chứ không phải là, nó chủ yếu là chống chính quyền và lật đổ chính quyền. Vâng, thì nghe nói đâu nó chở một cái xe coi như là một xe lam đấy, và hoàn toàn là súng đạn AK cả. Lúc đó thì công an mình mới chạy vào để coi như là bắt, thì bắt đầu nó lừa lên tới cầu thang, nó bắn chết cái ông gọi là công an của mình. Lúc đó là công an mới báo động với là Q16, thì lúc đó là trung đoàn 16 mới coi như là đọc lệnh là báo động khẩn cấp. Thế mới giao cho tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 7 lúc đó là ông Lê Ba, còn là trung đoàn trưởng thì lúc đó là ông Ba Nghĩa, ông trung đoàn trưởng. Lúc đó ông Lê Ba, ông trung đoàn trưởng mới xuống K2 điện xuống, là ngay xuống, ông xuống tận nơi luôn, xuống báo động. Bây giờ là các đồng chí coi như là khẩn trương, coi như là tập trung ra ngoài sân cơ. Cái như là phải chọn, ông không phải là đi cả đại đội đâu. Lúc đó là chọn tôi với lại ông Thể ở trên Liêm Hành đấy, là ông anh vợ. Với lại một cái ông là ông Bình, ông là tiểu đội trưởng, là người Hải Phòng. Coi như là tính ra có hôm đó có 12 anh lên một tiểu đội, chọn lên một tiểu đội. Là trong cái đại đội đấy chọn lên một tiểu đội. Với lại một số là trinh sát của tiểu đoàn, với trinh sát của trung đoàn, với lại một số đặc công. Đấy. Là đi trong cái trận đó. Thì hôm đó là lên xe là đánh tới ngay cái chỗ nhà thờ. Lúc đó con chiên con giết thì vẫn đang ở trong hết, vẫn đang ở trong nhà thờ ấy. Thì lúc đó bắt đầu một số bộ binh thì vây ngoài, còn cho 12 người với tôi là vào. Vào lúc đó là đánh lên nhưng không đánh nổi, đánh lên trên là bắt đầu nó bắn súng. Vâng, vâng nó ở trên tầng, nó là có 3 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Cái tầng 3 trên cùng là án in tiền. Vâng, tôi mới kể chuyện cho anh hay. Vâng, lúc đó thì với tôi với ông Thể với ông Bình lên lên thì nó vướng cái xác của cái anh gọi là công an mình đây. Vâng, hắn bắn chết đang để nguyên đó, chưa chưa lấy xác. Nó nhảy lên một phát để chiếm cái lầu 2 nhưng mà lên không được. Thế lúc đó mình mới bắc loa vào, bắc loa ngoài đó. Lúc đó có cả ông Lê Đức Anh đấy, ông là trốn mặt đấy, ông vào đây ông chỉ huy trực tiếp đấy, ngay nhà thờ Bình Sơn. Lúc đó ông cầm cái cà tà và ông tuyên bố biểu nếu không lên được thì hạ 12 lê 7. Lúc đó là đem một khẩu 12 lê 7 vào tận nhà thờ đấy. Con chiên con giết lúc đó cho ra hết rồi. Lúc đó là ông mới biểu hạ lệnh bắn. Bắn nhưng mà lại trúng vào cái tháp nước ấy. Ở trên nó có bể nước. Thế cái thằng linh mục với lại mấy cái thằng mà lính gác đầu co của nó là chui vào cái bể nước đó. Thì hôm đó thì chết mất một cái con bé. Con bé thư ký của nó đang chui vào đó thì thấy là cái nước bắt đầu nó chảy xuống thì thấy máu. Thì lúc đó cơ ông mới hô lệnh xung phong. Lúc đó với tôi nhảy lên một phát là vô được cái lầu 2 mà cũng không lên được, không thể lên nổi. Nó bắt hết cái ghế này này đó, nó buộc cái dây điện vào nó bỏ xuống, cho nên là mình lên là nó vướng. Lúc đó với tôi mới nhảy chiếm vào được cái lầu 2. Lúc đó là tầng trên tầng dưới mà, thì bắc loa lúc đó là bác gọi bằng mồm mà cũng nghe, biểu anh đầu hàng thì sống mà chống thì chết với cách mạng. Đấy. Nếu mà khôn hồn thì là đầu hàng, giơ tay lên và xuống thì cách mạng khoan hồng. Thế anh bắt đầu lấy tiền là bắn hết một loạt ép tay đấy, bắn hết hết cỡ luôn, bắn xuống nhưng mà tôi thì chui trong đó thì không được chi. Thế sau đó là bắt đầu tiếp tục kêu kêu gọi, hắn cũng không xuống. Đấy. Tôi với ông Thế là lúc đó lên kiếm đầu ai, ngoài một khẩu AK bằng ướp. Xong bắt đầu là cấp trên đều là lên chiếm lầu lầu 3. Chiếm lầu 3 mà kiểu này thì mà hắn vướng cái ghế băng này này, hắn nó thả xong không lên nổi. Mới điện dung bây giờ chưa lên được, hắn vẫn đang bắn. Xong hô phát được lần thứ 3, hắn lại ném quả lựu đạn. Mai với tôi đang nấp vào bên trong thì nhưng mà ném là ném xuống cái đường thôi, nhưng mà không phải gì, nó nổ tung ở trên ghế thôi. Lúc đó mấy cái ghế tan tành ra hết, đứt dây đứt ấy tung lùng. Thì
còn mấy anh đặc công của mình đã bắt đầu trèo lên cái lan can ấy, cái hè nhà của cái tầng cao ấy. À, mục tiêu đâu đặc công mà cái nhà bên đi bên kia là nhảy qua được mà. Thì lan vào. Vào lúc đó thì coi như là cái thằng linh mục của nó không ở trong anh ạ. Nó không ở trong cái thám nước đó. Nó ra nằm ở chỗ cái hè cái lan can đó. Hắn có một khẩu súng ngắn, thằng béo lắm. Thì lúc đó kêu gọi mãi mà dân chúng mình là vây hết rồi. Lính mình xung quanh là vây cái nhà thờ là nối sông ngoại nhập. Có cả đặc công một trình sát. Thì lúc đó ông Lê Đức Anh thì thôi là bắn tiếp một lần nữa coi xem, nếu không lên là bắn tiếp còn chết luôn được, kêu gọi được, nhưng mà bắn cuối cùng cũng không chết. À, thế cuối cùng nó cũng thấy sợ, coi tất cả cái lầu trên lầu ba nó là coi như là nát, nhưng hai là bảy quất. Thế lúc đó mới hồi dùng phòng, nhưng mà cũng không lên được, lúc đó chỉ có kêu gọi thôi. Kêu gọi thì bắt đầu nó một thằng hắn biểu là các anh có cho tôi sống không, cái thằng lính của nó, cái thằng mặc quần đùi với mặc cái áo đỏ béo lắm, thằng béo lắm, là lính gác đầu cò của thằng linh mục đó. Thế đầu tiên là nó vứt một cái khẩu súng ngắn vứt xuống, thế tôi tưởng là lựu đạn lên nấp ở bên này bên góc này. Thế sau nó vứt một cái khẩu ép tay xuống, thế là biểu hỏi mày hết súng đạn chưa, nếu súng đạn thì giơ tay lên, mà tất cả là phải mặc quần đùi chứ không được mặc quần áo dài, phải mặc quần đùi và áo lót. Thế anh cũng run, bắt đầu anh xuống đấy, nhưng mà cái ghế băng của mà anh gài mình đấy đứt hết rồi, anh em mình lúc nãy ném lựu đạn đứt hết. Thế lúc đó với tôi lúc đó là anh xuống, anh xuống tới cái lầu lầu hai, tiến run run thế này. Thế biểu ông anh vợ đấy, ông lúc đó đang còn bản lĩnh với nhau, cứ chỉ xuống ngắn vào cái chân của nó, nếu mà anh cửa quậy mà anh đánh là mình không gỡ nữa, hay là thuộc tình báo đấy bọn đấy cũng gỡ mặt. Thế biểu là cắt dây điện ra, treo hai tay lại. Thế hắn biểu các anh cho em sống, mà mình có bán đâu. À, tôi vẫn cứ khử khẩu lâm le thế này để mở khẩu cầm cỏ thế này, sợ là hắn đá phát thì mình không gỡ kịp. Thế bắt đầu treo hai tay lại tôi mới buộc. Tôi buộc tôi xong đâu vào đấy mới giao đem xuống cho cái ông trung đoàn trưởng, ông gọi là ông Ba Nghĩa. Xuống tới cái lầu gần cái cầu thang thứ năm là ông đá một phát, đá từ trên cao đá xuống, lăn lùng lúc xuống, mà thằng cũng khỏe, không bị chí nha, không trớt không chí gì cả. Xuống tới cái nền gọi là chỗ con chiên mà anh thờ phụng đấy. Ở à, tên lúc đó là bắt đầu ông ấy dí súng vào tay, ông dí súng vào tay cái thằng đó, nếu còn thằng nào không mày khai ra hết không tao bắn chết tại chỗ luôn. Ông bằng nghĩa là ông đá cho mấy quả, nên cũng run. Anh biểu dạ em khai. Biểu quân mày còn bao nhiêu người, anh chạy đi đâu hết rồi? Anh biểu dạ coi như là chỉ còn một cái ông linh mục trên nữa, còn cái đứa con gái chết rồi, còn bốn thằng anh chạy ra ngoài, tôi bắt là bảy người. À, thế sau anh mới khai đấy thôi. Thì lúc đó là mấy cái ông nữa, đó mới cho gọi là trinh sát của mình khóa lại, khóa số 8 lại đem ra ngoài. À, bắt đầu là còn một thằng linh mục gọi mãi không xuống anh ạ. À, bộ thủ trên đó có cái khẩu súng ngắn. Thế cấp trên về thôi cho đặc công với trinh sát lên xem là coi là bám làm sao mà thằng này phải bắt sống. À, phải bắt sống được, nhưng có súng ngắn. Ừ, anh cứ thế này súng ngắn cứ cầm lâm le thế này xuống dưới cầu thang ạ. Thế là tay đặc công của mình trung đoàn ấy. Hắn mới lừa ra, hắn mới trườn, còn mấy thằng bên này thì cứ là giả bộ chỉ súng, nhưng mà lại lừa đằng sau còn bắn ngại mà. Nên đánh rằng rớt mẹ xuống đi. Rớt mẹ xuống thì thằng này bùng phệ không đánh nổi đặc công. Thế là mày có ăn mấy gì súng vào tay, mày có giờ lướt tay lên không? Không, tao bắn chết tại chỗ luôn. Lúc đó là hắn định nhảy lầu đấy, hiểu không? Thế sao biểu thôi, mày giơ tay lên đi xuống, không mà tao bắn chết tại chỗ luôn. Nhưng mà nghĩ rằng hắn này đứng lên. Anh đứng lên là đi vô cái lầu 3 đấy. Lầu 3 là cái lầu in tiền. Đường sửa nhiều lắm trên đó. In tiền giá đấy. Tiền, vâng. Vâng, tiền Bác Hồ đấy. Đúng rồi, đây là truyền đơn. Vâng. Cái nhà máy in tiền cũng nhỏ thôi. Nhỏ hơn cái này. Thì mà tôi lên chiếm lầu 3 thì xuống lúc đó mới dẫn xuống. Dẫn xuống chả buộc chả dây gì cả. Xuống thì có người đón dưới rồi. Thế là mấy anh trinh sát của mình bắt đầu khóa lại. Khóa lại là cho mấy ông lớn mình điều tra. Biểu bây giờ mày phải khai ra hết
cái số quân của mày đang ở đâu, còn ở những cái chỗ nào, mày phải gai đấy, không tao sửa bắn ngay tại chỗ luôn. Kêu ông trung đoàn trưởng ăn cung ru này. Thế lúc đó khai ra coi như là từ Đà Nẵng trở vào là các nhà thờ đều có quân hết, linh mục ấy nằm vào trong mấy thằng linh mục gai vào chế độ phản động của thằng Mỹ gai lại đó. Vâng, thế là đúng lúc đó là tất cả toàn tuyến từ Đà Nẵng hắt vào trong miền Nam là bắt hết, mấy anh linh mục là bắt hết. Lúc đó là hôm đó là mãi đến đang để trong phòng này mọc người đến xem đông lắm, dân chúng đây. Thế cũng mấy cái thằng mà ăn chay lúc sáng ngay ạ. Thế lên mà có cái thằng mặc áo đỏ lúc mà ăn khai ra còn bảy thằng, còn bốn thằng chay đấy. Thì anh cũng vô đó, anh vẫn chạy vô đó để anh xem. À thì anh mới chỉ đó, hắn đây anh, anh chỉ đó. Thế bữa tôi bắt luôn. Hôm nay là bắt được bốn thằng. À, là bắt sống với hai thằng linh mục, nó là sáu thằng. À. Còn cái đứa con gái thì anh bắn, mình bắn ngay thì phải. Anh nấp vào cái bể nước á, thì chết tại chỗ. Vâng. Thì cái trận đó là có, nói chung là mình đưa về coi như là cái số đó là đưa về trung đoàn hết, cái số người đó khai thác tài liệu. Tôi đang được bằng khen đó, lúc đó đang còn chụp cái ảnh kỷ niệm trong con khu vải đấy. Vâng. Chụp hết cái số quân mà đánh lên đó, 12 anh với mấy số anh đặc công nó trinh sát, anh chụp bằng lưu niệm. Thì hôm đó là coi như là tất cả cái anh đánh trên đó là phải về kiểm tra hết hồ sơ lấy tiền giả đấy. Vâng, về tới nhà là lục soát hết xem anh có đút tiền giả tiền riêng vào trong sắc băng hay là quần áo hay không. Về tới nhà là quân Pháp đến kiểm tra ngay. Vâng, kiểm tra cái số mười quân mình đánh lên đấy, có 12 anh đâu. Với tôi cũng sợ, và sao mình mới đánh lên cái mà lại về là bị quân Pháp đến kiểm tra rồi. Đánh trên đó là có nhà máy in tiền, anh sợ mình là lấy tiền ra mình tiêu nâm đi rối loạn. Thì với tôi cũng có lấy tiền rồi, biết rằng là tiền nữa là ăn vô nước, là ăn nhòe cái ảnh của Bác Hồ đấy. Ăn cùng cái giấy bình thường mình thôi mà, nhưng mà in giống lắm, nhưng mà đụng vô nước là chỉ là nhòe đấy, với lại không có sao. À, không có sao như tiền mình. Thế mãi sau là cấp trên với lại trinh sát đặc công mình mới lên trên, họ thu hết, đốt hết tiền giả đó, với lại thu cái máy in tiền. Còn cái thằng linh mục ấy thì coi như là đưa về quân khu đấy. Hôm đó là với tôi là được tặng bằng khen đấy, anh nào lên trên đánh là được bằng khen hết. Vâng, đánh trong thời kỳ giải phóng. Hôm nó may nha, may mà ném quả lựu đạn mà không nhanh là bị chết ngay. Vâng, cũng chết rồi. Hắn ở tầng trên nếu hắn cũng không cao đâu, tầng hai với tầng dưới thang cũng thấp thế này thôi. Vì tôi mới nhảy lên được, chiếm mới nhảy vào trong đó thì anh ném một quả lựu đạn, cũng may hôm đó thì không chết tại chỗ luôn. Hắn ném lựu đạn cái là lựu đạn mỏ vịt đấy. Đúng cái trận nữa là sau là cấp trên cho vào đi gọi là tuyên truyền vào dân này đi làm cái chế độ gọi như là điều tra dân số ở trong Sài Gòn đấy. Thì điều tra dân số tôi mới kể cho anh chị nghe. Hôm đó là tổ chức coi như là đại đội 2 đâu có 5 anh. Với cộng thêm coi như là hai anh đặc công và hai trinh sát để tổ chức đi vào cái hàng ngũ mà đi điều tra đấy. Vâng. Đi từng nhà một cơ, hỏi điều tra dân số. Thì hôm đó thì nghe dân hắn báo ở trong cái khu này có một cái ông gọi là đại tá. Hắn về coi như là hắn bây giờ thì mình điều tra thì mới biết được. Thì hôm đó thì ở cái mấy anh trinh sát cũng đến điều tra biểu là trong này là mà đại tá nhưng về hắn khai biểu dân sự thôi, hắn không tham gia cái gì cả, nhưng mà dân báo cái thằng này là đại tá. Thì hôm đó ông trung đoàn trưởng biểu vẫn đi lại đó. Cái ông tiểu đoàn trưởng Lê Ba đó, vẫn đi lại. Ngày nào vào hắn cũng mời nước đàng hoàng lắm, mời nước với tôi cũng đi theo mà để gác không. Thì hôm thứ bảy ông biểu là thằng này là đúng, dân hắn báo là đúng. Hắn thì tử tế hiền đâu anh, nhìn hiền bình thường lắm, nhưng mà béo to. Thế hôm đó thì với tôi năm anh với lại hai anh trinh sát thì đi vào với ông, còn với tôi thì gác ngoài vào để hỏi lý lịch đấy, để điều tra xem là trước kia quá khứ anh là làm cái gì, có tham gia cái gì với lại lính ngụy lính giặc gì không. Thế hắn biết ra rằng dân báo nhỉ. Thế vào cái là đang hắn rót nước ra, cho nước nóng đấy. Ông thì mới vào đang ngồi với mình.
Hắn mới cái bàn thế niên hất vắt, hất cả nước nóng nó tỏa le ra. Thế lúc đó hai bên đánh nhau nhưng mà chẳng có vũ khí đâu, đánh nhau tay không. Còn ông thì to cao, cái ông tiền đoàn trưởng, ông lấy ba người Thái Bình, mặt nhìn khủng khiếp. Đánh nhau một lúc lâu, thế mà tôi thì ra ngoài, thế cho hai thằng đi sát vào, thì vào gỡ với ông không thì mày ăn đập ghế là nguy hiểm. Đánh nhau mà cái nhà đó là cũng lung tung hết, ghế khủng lung tung hết. Thế cuối cùng là cái thằng đi sát vào, mới đá một phát ra, mới ngã dập xuống. Ăn lại cho một quả bồi vô nữa là ăn khóa luôn, khóa số 8 luôn, nhưng mà phải không khóa số 8, khóa tay thôi. Thế là lúc đó là mới bắt được, là có khóa luôn, mà tôi có khóa luôn, khóa đem bắt được thằng đó. Là chính ra sau đó mới khai, bắt ăn ngồi lại để khai luôn tại chỗ, là bên bán luôn mà, khai tại chỗ, tại nhà luôn. Nếu tại sao mà anh còn giấu cái lý lịch của anh, anh có khai thực thành khai báo với lại cách mạng. Thế sau anh biểu anh là cùng sợ, anh là đại tá coi như là biệt động quân. Thế lúc đó với tôi bắt về coi như là giao cho trung đoàn luôn. Ông tiểu đoàn với tôi cho xe chở lên trung đoàn để trung đoàn xử trí. Thế hôm đó là bắt cũng tương đối đó, cái đợt mà cái năm gọi là 77 đây, cái năm đó là thuộc về cái chế độ gọi là quân quản của mình, đang làm đến 3 tháng này với tôi làm đến hết phùng này đến phùng kia ấp đấy, gọi là quận, gọi là quận, cứ đi từ nhà này đến sang nhà kia là điều tra dân số. Mà trong cái đó thì có hai anh công an, công an của mình đấy đi theo. Ôi trời, đợt em bắt hơi nhiều đấy, năm 77 bắt hơi nhiều đấy. Cuối năm 77 cuối năm 76 sang năm 77 bắt đợt mấy xe luôn, mà mấy xe ô tô luôn đấy. Thì cái câu chuyện lúc đó đến đó thì nói chung là cái nhà thờ Vinh Sơn là như thế. Thì tôi coi là kể đến cái chuyện đó là câu chuyện hơi đặc biệt, lâu lắm rồi chưa kể tới. Cái đợt đấy mà không may là cũng chết luôn á, cái hòa bình rồi nhưng mà cái thời kỳ đó thì cứ ông chọn chứ không phải đi cả đại đội đâu, chọn có được 15 anh, 12 anh, cả cái anh tiểu đội trưởng, chủ yếu là dùng súng thôi mà, súng AK thôi mà, nhưng mà đánh không lên được, đánh nhà tầng mình không quen mà hắn lên, bỏ cái ghế băng này này, hắn bỏ cái dây điện vào, hắn thả xuống cái ghế này, mình lên đụng phát là hắn bắn luôn, đụng vào cái ghế đấy. Mà hôm đó là với tôi may ra ngoài lên, lúc đó thì hắn không nghe động, vừa lên vừa rình, bởi vì có cái thằng chết thì hắn nằm ngay dưới chân cầu thang rồi, anh công an bị hắn bắn chết tại chỗ luôn. Thì câu chuyện đến đó thì tôi tạm.